thanh niên này tên là trương huyền trong mắt người khác anh là phế vật chính hiệu một tên ăn bám nhưng thật ra anh là một ông chủ chính hiệu nắm trong tay hơn một nửa tài sản của thế giới vì để trả ơn nên anh đã đến lâm ra làm con rể vợ của anh là đại mỹ nữ lâm thanh hạ hôm nay là lễ đại thọ của lão phu nhân lâm gia trương huyền đang trên đường đến thì bị mấy chiếc siêu xe chặn lại một đám người đi tới trước mặt trương huyền cứ tưởng pha này trương huyền toang rồi nhưng ra đây là bọn thuộc hạ đến đưa quà chủ nhân quà mà ngài giao phó chúng tôi tìm một lượt trong các tiệm đồ cổ cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân Tôi đã nói một nghìn lần rồi. Các người có thể ghi nhớ vào được không hả? Ở Ngân Châu thì đừng có lái xe mỏng mè như vậy tìm tôi. Còn dám gọi tôi chủ nhân. Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ đã rõ. Nhớ lấy. Tôi không muốn người nhà họ Lâm biết được thân phận của tôi. Sau khi dạy dỗ đám thuộc hạ xong, Trương Huyền liền đi tới lễ mừng thọ. Lúc này có rất nhiều người đã đến và họ đều tặng những thứ rất quý giá. Đến lượt Trương Huyền thì anh ta lại tặng một chiếc bát cũ làm mọi người đều rất bất ngờ mọi người chỉ trích trương huyền vì ngày hôm nay là ngày trọng đại mà chỉ tặng một chiếc bát cũ đúng là làm cho cười thanh hạng cũng không chịu nổi liền hỏi trương huyền rằng tiền cô đưa cho anh đâu tại sao lại tặng bát cũ trương huyền giải thích rằng đây là chiếc bát chuyển từ đời nhà thanh đáng giá tận 60 triệu 60 triệu anh cũng biết chém ra thật đấy cái bát vỡ của anh ở phố đồ cổ 20 tệ là có thể mua được rồi tôi thấy anh không chỉ là ngu dốt đến não cũng không biết dùng xem thử quà tôi chuẩn bị cho bà nội này chào trai lâm xuyên tặng một cây bích ngọc trường thanh mong lâm ra vạn năm như trường thanh Xuyên Nhi thật có lòng, Thanh Hạm muốn giải thích giúp Trương Huyền nhưng căng bản bà nội không nghe, còn viện cơ bản chính đầy không cho Thanh Hạm ngồi. Thanh Hạm lúc này quả thật rất đáng thương, đường đường là thiên kim Lâm Thị nhưng mà đến bàn để ngồi cũng không có. Sau khi nhìn thấy những cảm xúc của Thanh Hạm, Trương Huyền nghĩ có lẽ vì trước giờ cậu quá khiêm tốn nên ai cũng có thể bắt nạt vợ cậu. Đúng lúc này tại bàn chính bà nội đang bàn về vấn đề của Lâm Thị. Hiện tại vì Châu Thị đang phát triển mạnh mẽ nên ai có thể đàm phán hợp tác thành công với Châu Thị thì bà ấy sẽ thực hiện một nguyện vọng của người đó bởi vì người đứng đầu châu thị hiện giờ là người của thế hệ hai bản lĩnh cao ai cũng không nể mặt cho nên không ai dám nhận vụ đàm phán này đúng lúc này trương huyền cầm tay thanh hạm giơ lên nói rằng thanh hạm sẽ đảm nhận vụ đàm phán này trương huyền vốn không muốn quan tâm đến chuyện lâm gia nhưng những người đó không nên bắt nạt vợ cậu trương huyền anh vừa nói gì vậy thanh hạm em nhận đi không phải có thể giành được sự công nhận của lão phu nhân sao thanh hạm nghĩ trương huyền nói cũng đúng chỉ vì cô là con gái mà trước giờ không được bà nội coi trọng vậy lần này cô cũng muốn thử một lần chứng minh rằng mình không vô dụng bà nội để con bàn chuyện hợp tác với Châu Thị đi, hứ, cô là cái thá gì cũng xứng đàm phán với chủ tịch Châu Thị. Lâm Thanh Hạm cô đi chỉ tổ làm mất mặt thôi, cô hiểu việc kinh doanh của công ty sao? bỏ đi chuyện này tạm thời giao cho Thanh Hạm. Bà nội cháu thấy không thỏa đáng, nếu cô ta đắc tội Châu Thị không phải là công ty xong luôn sao? Đúng lúc này Trương Huyền lên tiếng, nếu như Thanh Hạm không làm được chuyện này, thì sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ hội thừa kế tài sản của Lâm ra. Lâm xuyên nghe thế thì rất vui. Lâm Thanh Hạm đây là chồng cô nói. Nếu như đàm phán hợp tác không thành thì gia sản với cô không hề liên quan nữa. Trương Huyền Anh đừng nói bừa. Thanh Hạm, chồng cháu đã nói như vậy thì ta đồng ý cho cháu. Yêu cầu thì cháu tùy ý đề ra. Nhưng nếu làm không được thì đừng trách ta không nói chuyện tình cảm người nhà. Nghe vậy Trương Huyền nói lâm lão phu nhân cứ chờ xem và kéo Thanh Hạm ra về. Lúc này có một ông lão đi tới. Ông ấy chính là cố lão bạn của lâm lão phu nhân và là một người giám định đồ cổ. Vừa nhìn thấy cái bát mà Trương Huyền tặng, ông ấy đã rất bất ngờ vì đây là cung dao của thời nhà Thanh. Thứ này là có thể gặp mà không thể cầu. Cô đại ca có phải nhìn nhầm rồi không? Đây chỉ là một thứ đồ rác rưởi mà hậu bối tặng mà thôi. Em gái Triệu, em đang nghi ngờ khả năng nhìn của tôi sao? So với nó mấy thứ quả khác toàn bộ đều là rác rưởi. Trương Huyền lúc này đang mua cà rốt văn đường thì có một người anh em của cậu đến thông báo việc công chúa nước cổ Hiana muốn gặp anh. Tôi đã kết hôn rồi, gặp cô ta làm gì? Xa bao nhiêu thì cút ra xa bấy nhiêu. Còn nữa, vợ tôi muốn đến tập đoàn Châu Thị hợp tác, cậu sắp xếp người qua đó can thiệp một chút. Sau khi dặn dò xong mọi việc, Trương Huyền liền cưỡi siêu xe đi về nhà thì ra vì biến cố gia đình nên trương huyền cùng mẹ phải lưu lạc đầu đường xó chợ lúc 5 tuổi nhờ thanh hạm nên hai mẹ con cậu mới sống sót qua mùa đông năm 7 tuổi thì nhờ tổ chức từ thiện của lâm gia đã cứu cậu khỏi ngộ độc thực phẩm năm 10 tuổi cậu học trường công ích của lâm gia mẹ cậu cũng có công việc ở trường năm cậu 14 tuổi mẹ cậu phát hiện khối u ác tính vì không thể liên lụy cậu nên mẹ cậu đã nhảy lầu tự sát nhưng mẹ vẫn luôn dặn cậu phải báo đáp ân tình của lâm gia khi xưa chính vì thế cậu đã đến ở dề lâm gia cậu còn phát hiện thanh hạm bị người khác hạ kỳ độc cậu chỉ có cách thêm dược liệu vào trong canh mang cho thanh hạm uống mỗi ngày thì mới có thể cứu mạng cô ấy như thường ngày trương huyền mang canh cho thanh hạm vì sự hợp tác của lâm thị và châu thị mà thanh hạm đã thức suốt đêm nên trông cô ấy vô cùng mệt mỏi thanh hạm em cả đêm không ngủ vẫn nên nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi châu thị tôi không sao không cần anh lo thanh hạm em như vậy lái xe không an toàn hay là em uống canh trước đi anh đạp xe đưa em đi đảm bảo không lỡ thời gian công việc của em nghe trương huyền nói cũng đúng thanh hạm cũng uống canh và để trương huyền trở đến châu thị trên đường đi vì quá mệt mỏi nên Thanh Hạm đã dựa vào Trương Huyền và ngủ quên, đến Châu Thị Thanh Hạm dặn Trương Huyền đứng ngoài chờ còn cô đi vào để đàm phán. Trương Huyền thì khá thoải mái vì cậu nghĩ mọi việc đã được sắp xếp xong cả rồi. Nửa tiếng sau, Thanh Hạm vừa đi vừa khóc bước ra cô hét lớn bảo tất cả mọi việc là do Trương Huyền, nếu không phải anh thì sao cô phải chịu ấm ức như vậy. Sau đó cô lên taxi rồi đi để lại Trương Huyền không hiểu chuyện gì, là ai trêu chọc cô ấy, không phải đã sắp xếp trước rồi sao. Trương Huyền gọi điện thoại bảo điều tra chuyện vừa rồi, thì ra là do tổng giám đốc Châu Thị Châu tự lấy chuyện hợp tác ra uy hiếp bắt thanh hạ buổi tối phải đến hầu hạ hắn châu tự phải không dám động vào vợ tao mày chết chắc rồi lúc này tại văn phòng giám đốc châu thị châu tự đang đắc ý vì nghĩ rằng ngoài việc thanh Hạm phải ngủ cùng hắn một đêm thì không còn cách nào khác thì bỗng cánh cửa bị đạp ra làm hắn giật mình cậu là ai dám dở trò lưu manh ở đây nghe vậy trương huyền liền bảo tao là người muốn lấy cái mạng của mày không nhiều lời trương huyền liền xông lên cho châu tự một trận châu tự tính mở giọng uy hiếp nhưng mà nhìn cái bàn bị trương huyền đấm thì liền ngoan ngoãn không dám nói nữa bây giờ tao cho mày hai lựa chọn hoặc là đồng ý hợp tác với Lâm Thanh Hạm hoặc là chết. Nghe vậy Châu tự liền nói, hóa ra mày là người của Lâm Thị phái đến à, giết tao rồi mày có thể bình yên khỏe mạnh sao, từ Lâm Thị cho mày đáng với mạng của mày à. Đúng nhỉ, vậy điều kiện thứ hai đổi thành hủy hoại cái gọi là tập đoàn Châu Thị của mày thì sao? Thằng nhãi, mày nằm mơ à, thực sự tưởng rằng nắm đấm mạnh thì giỏi à. Alo sau 50 giây, nếu như tôi không liên lạc lại với cậu, thì liền hủy hoại tập đoàn Châu Thị đi. Vãi giải bộ như thật, chờ đấy ông đây không giết mày không được. Trương Huyền thì rất thông thả chờ đợi còn 5 giây. Thằng nhãi tao muốn xem mày có thể giả vờ đến khi nào. Hết thời gian bỗng có điện thoại gọi đến, Châu tự đến bắt máy thì mới biết công ty bị tập đoàn thần bí chèn ép. Cứ mỗi giây thiệt hại hơn 100 triệu tệ, tất cả đối tác đều muốn ngừng hợp tác với Châu Thị cứ đà này thì không mất bao lâu Châu Thị có thể thực sự bị phá sản. Châu Bình ở nhà biết thằng con đắc tội người không nên đắc tội thì cũng tái xanh hết cả mặt mày. Tới lúc này Châu Bình mới biết người đứng trước mặt mình là người mà không thể đắc tội nổi. Tôi đồng ý, cái gì cũng đồng ý. Xin anh giờ cao đánh khẽ. Ngày mai tao muốn biết tin tức mày đã nhận sai với lâm thanh hạm bồi thường cần thiết cũng không thể thiếu hôm sau tại trung tâm hành chính tất cả mọi người của lâm ra đều có mặt lâm xuyên chỉ trích thanh hạm chuyện hợp tác vì châu thị đã đưa ra thông báo không hợp tác với lâm thị thanh hạm muốn lên tiếng giải thích thì người của châu gia đã đến không chỉ có châu tự mà còn có cả chủ tịch châu thị châu bình mọi người đều nghĩ vì vụ đàm phát hợp tác nên châu gia đến để trách tội thanh hạm nhưng mà châu bình lại và cho thằng con một phát bảo châu tự xin lỗi cô lâm là tôi có mắt không thấy núi thái sơn nên đã mạo phạm đến cô tôi sẽ tặng lại cô quyền sử dụng đất hợp tác đều tặng cho cô. Xin cô tha thứ cho tôi một lần. Thanh Hạm cũng rất bất ngờ, đất thì tôi không cần đâu. Tôi chỉ hy vọng trong những lần hợp tác tiếp theo đừng làm chuyện buồn nôn như vậy nữa. Cô Lâm xem như cô thương cho tôi mà nhận lấy nó đi. Nếu tôi nhận lỗi không đủ tôi sẽ chết chắc đó. Thanh Hạm cố suy nghĩ nhưng không biết ai đang giúp mình cả. Thì có ai mà ngờ được là anh chồng phế vật của cô lại là một ông trùng cơ chứ. Thanh Hạm chịu nhận làm châu tự như được ân xá liền cảm ơn rồi rít. Lúc này Châu Bình mở miệng nói, Cô Lâm sau này có việc gì cứ việc giao phó sau đó thì ra về. Mọi người đều rất thắc mắc rằng ai đang giúp đỡ Thanh Hạm. Thủ đoạn thật không tầm thường ngay cả Châu Thị cũng phải cam bái hạ phong. Sau đó Lâm Lão Phu Nhân tuyên bố từ nay Lâm Thị sẽ thuộc về Thanh Hạm. Xong thì tất cả giải tán. Thanh Hạm, lần này bà thực hiện lời hứa ngày hôm qua. Nghĩ ra muốn cái gì thì đến tìm bà nội. Sau khi ra về Lâm Xuyên nói với Lâm Lão Phu Nhân rằng rất có thể không hề liên quan đến Thanh Hạm. Hắn nghĩ chắc là trịnh gia đã tìm đến Châu Tự. Bởi vì trịnh sở thích Thanh Hạm nhiều năm như vậy nên châu gia mới để mặt trịnh ra mà hợp tác lần này lâm xuyên muốn tác hợp trịnh sở với thanh hạm nhưng vì thanh hạm đã kết hôn cho nên lâm xuyên muốn làm cho thanh hạm phải ly hôn với trương huyền hôm sau thanh hạm bị bố gọi đi xem mắt và đối tượng xem mắt lần này lại chính là trịnh sở nhìn phát thì cũng biết đây là mưu kế của lâm xuyên rồi thanh hạm cho rằng dù thế nào thì trương huyền cũng tốt hơn tên trịnh sở đó nghìn lần cho nên lần này cô muốn trương huyền giả vờ ân ái để cho trịnh sở từ bỏ thái độ vừa vào thì trương huyền đã bị nhà họ trịnh công kích thanh hạm đây là đối tượng kết hôn của em à Xem ra mắt nhìn người của em chẳng ra sao cả Ông Lâm đứa trẻ này của ông kết hôn sao lại tìm một tên nhà quê thế Còn không bằng đầu ngón chân của tiểu sở nhà tôi Thanh Hạm nghe chồng mình bị nói như vậy cũng không nhận được nữa Tôi kết hôn với ai không cần người ngoài mấy người chỉ chỉ trò trò Thấy tình thế căng thẳng bố Thanh Hạm đành phải đứng ra giản hòa Hay là gọi món trước đã chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn nó tính là được Nhưng mà lúc này Trịnh sở lại muốn làm khó Trương Huyền Anh muốn ăn gì thì gọi đi bữa này sẽ không cần anh trả Trịnh Sở nghĩ rằng tên nhà quê này chắc chắn không biết ngoại ngữ nên muốn làm Trương Huyền mất mặt. Trái với sự mong đợi của Trịnh Sở, Trương Huyền rất lưu loát gọi một món gan béo và bánh mì Pháp. Vừa nghe xong Trương Huyền gọi món Trịnh Sở liền cười to, đó là gan ngỗng, chưa từng ăn đồ ăn Pháp thì đừng có ra vẻ được không? Anh gọi loạn lên như vậy tôi xem lát nữa anh sẽ ăn thế nào. Một chút kiến thức phổ thông cũng không có, hoa quả thì sau khi dùng bữa mới có thể gọi. Đổi lại nếu ở Pháp thì loại người không tôn trọng nghi thức món Pháp như anh, sớm đã bị trực tiếp đuổi ra khỏi nhà hàng rồi. Thanh Hạm cũng lên tiếng, dù là như thế thì anh cũng đâu cần phải to tiếng như thế nghe thằng này lãi nhãi mệt quá thế nên trương huyền đành phải phổ cập lại một chút kiến thức món pháp cho trịnh sở đầu tiên gan ngỗ thật ra là dùng gan vịt để làm người pháp gọi nó là gan béo thứ hai quả hạnh thích hợp là món ăn khai vị còn nữa gan ngỗ phải đặt trên bánh mì pháp để ăn như vậy thì mới không ấy ha 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 gan ngỗ lại ăn kèm với bánh mì pháp hả cười chết tôi rồi người hạ đẳng như anh trí tưởng tượng cũng thật phong phú nghe vậy trương huyền liền chỉ ra phía sau ở đó có một người đàn ông pháp đang ăn gan ngỗ cùng bánh mì giờ thì không biết ai mới là đồ nhà quê đây. Điều mà tính nghi thức pháp của món ăn pháp càng chú trọng hơn là sự kết hợp giữa các nguyên liệu món ăn. Trương Huyền làm một miếng bánh mì kẹp gan ngũ cho Thanh Hạm. Thanh Hạm sau khi ăn thử thì mới thấy sự kết hợp này quả thật là vô cùng ngon. Lúc này Trịnh Sở và bố mẹ vì quá mất mặt nên không thể ngồi ăn nữa và quyết định ra về làm cho Trương Huyền và Thanh Hạm có một trận vui vẻ tập phim hôm nay đến đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký cũng như đón chờ các phần sau nhé.